Trời chứ nó không kèm được. Nó đến từ địa ngục nên là nó không bao giờ lạnh đâu. 10, 9, 7. Bò cạp với thằng Quy này nó có phong cách cũng nhau thế nhờ. Sừng sừng rồi. Quái cắm sừng. Cái này em có sừng nhưng mà em thấy để cái sừng nó bướng quá thế là thôi vứt cái sừng đi. Em định đội nó chơi mà thôi. Còn hai hàng là dị giới trong cái nhóm. Dị giới không. Ê, tí tao lấy đồ katakuri cho tao mặc này. Ừ, làm đi gấp. Tôi thấy đồ katakuri cũng đẹp mà sao mà không xài. Mẹ ơi, đây bên đặt tên. Ồ, nhạc mà bạn Quy hay hát đấy hả? Đẹp hơn. Giờ mới nghe thấy. Tiếng mình có 200 Robux tôi giải gái chơi á. Vậy. Tính ra trong đây là anh với thằng mèo là đẹp trai nhất, còn hai thằng kia xấu trai quá. Chắc không? Quá xấu trai luôn. Đồ đó toàn là nạp tiền không anh? Anh chắc không? Anh chắc không? Ê, không biết ra, không biết rên nha. Không biết rên. Thôi, anh cứ chạy theo bọn nó nha, anh không biết đâu á. Ơi chết bờ, ở đây tiền của tao. Bác cô bảo em chọn con đường này là đúng. Đúng gì? Tao biết không biết rên đâu, tao chạy bình thường à. Tao chó. Tao biết rên cũng phải để chờ anh với nha. Ê, rồi ok anh vẫn ở đây ok anh. Có phòng máy máy bay 5. Quốc trung âm bớt tôi cười 6. Âm bớt sao được? Quy đem theo kiếm mà lát chém ma được không vậy? Đi. Đo xong đây đợi biết anh ơi. Này quá, có được cái bịch quẹt này. Có cái gì ạ? Mở lên. Có gì không? Có cái thùng đồ à? Mở ra được. Không được, thôi đi ra đi. Mở được. Rồi, tôi mở không được. Từ. Chào mọi người nha. Không lút rồi. Thôi bên này lút rồi thôi. Lát nữa ai mua, cái đi luôn đi, tao kiếm được chìa khóa rồi. Từ từ. Từ từ. Tao cho anh lên rồi. Đó anh thấy giờ mấy bạn em nó toàn là dân pro không mà bé. Nếu xe qua xe lại cái đi qua phòng khác là chuyện bình thường. Ba ông em từng phá đảo game này rồi. Phá đảo hả? Đến bao nhiêu? Nhưng mà cập nhật mới nè. Ê. Đợi kia luôn. Cái gì vừa rồi? Tụi bay bỏ tao vô. Vừa có cái tiếng gì vậy? Có gì đâu anh. Tưởng đâu là có ma có quỷ. Đi Quy ơi. Tại lúc đầu mà có đang có đóng tiền luôn á, đủ mua cái thánh giá rồi. Rồi. Bao nhiêu thì mua thánh giá? Lát nữa thằng là một ôi bật lửa nè. Bật lửa anh có rồi. Đây chìa khóa đây đi thôi. Tiền thằng nào lập bay đi anh ơi. Tính ra tao để tự góc nhìn tự gì đâu, tao để màn hình gì đó. Để em. Đây. Đấy. Chớp kia. Có tủ ống. Trời ơi, có cái tủ đấy có ai chui rồi hả? Đây, cái tủ này. Đây rồi. Thanh niên nào vậy? Đắp tụi Quy ra đi. Quy sát Quy đó. Gì vậy? Định nhờ cho ông ham game tôi hy sinh đấy nhưng mà. Đừng có nhường. Đây. Ê, ủa con gì đây? Đấy, con sợ bị trả đó anh. Tao hiểu sao tụi bay có thể đi vào ban đêm mà nó không cần bật cái bật lửa luôn đó. Ừ, hay vậy. Đây nè, đường này nè mèo. Đây nè. Đây nè, sau nè. Trời đất ơi. Lẹ. Biết sao mà. Nhanh. Không lát nữa có con nó tới nữa. Tắt. Tiết kiệm bật lửa. Thằng quỷ, thằng ấy nó speedrun rồi. Mình là mình sáng. Đi nhanh lắm, bọn em chưa quen trận này rồi. Mắt mình phải sáng hơn người bình thường mới nhìn được. Cần đúng phải chui lỗ chó lần 2 đúng không em? Ủa đây cũng chui à? Làm việc nhanh lên nào. Cái chơi đây em này có đóng cửa lại được không? Anh phải nhìn thẳng mặt. Đợi. Rồi. Để bò cạp lên. Đang đứng đây chờ mà. Đẩy sư cụ lên. Kìa, quái thú lên rồi kìa. Mày quỷ dư quái thú gì? Ủa lớp bật quẹt mới được không? Ui. Chớp. Đừng ập bút nha. Đây có tủ. đẹo nha. Trời ơi. Được ra chưa? Được rồi. Ơi, thấy tao nhầm không Quy? Tao đi qua tận 2 căn phòng rồi tao mới à, mày nó gần cái tủ này gần khu kia nên em phẩm ông chạy kịp. Lô đồ đi anh em. Lô pin này ngon. Hả? Cái gì em lấy? Ấy, ai mở đèn đấy. Ồ, vitamin này ngon. Vitamin C. Tăng cường vitamin D làm được gì? Không máu à? Máu. Quốc bà giận đo. Quốc bà giận đo đi. Để thêm để thêm. Đâu rồi các bạn ơi. Đây rồi. Tự nghe. Để thêm mày ơi. Đây đang sau lưng, yên tâm. Yên tâm. Hát tiếng gì vậy? Màn đem tra tấm. Cái khu vực màn đêm hồi em nói à. À. Ở đây nè. Làm sao vứt cái bật quẹt này lên bật quẹt khác đây? Ủa mày có cái kia rồi à? Ê, anh đừng xài nhiều. Không. Để dành đi. Nhưng mà ý là nó hết lửa rồi ra vứt đi sao? À nó tự hết rồi, nó tự vứt rồi. Nó tự vứt rồi. Ôi kiếm cái bật lửa mới. Chớp. Có không? Đâu thấy chớp đâu. Chớp. Mọi cứ cái nó sẽ coi. Qua em trước mà. Hay quá. Đi theo ông bò cạp qua được thêm mấy phòng. Mày chó. Lúc nào á? Anh đang chạy theo bò cạp nè. Có thêm một quẹt rồi. Anh cứ đi theo mình đánh nút thôi. Mẹ mình đã kêu tụi mà tụi cha tụi bay. Nó bị con kinh nó phập trong phát đi nữa thành máu rồi. Cái chân này người ta chạy nhanh sẵn rồi, mày nói sao được. Ủa con gì kia ở trên tường kìa. Chạy lát nữa chạy nè. Con tên là Sick. Em không biết đâu. Đúng rồi Sick. Cái chỗ sáng anh ơi, đi vậy cái chỗ sáng rồi. Có máu không? Máu là gì? Anh còn chẳng biết máu là gì. Ai có một cái vitamin C để khỏi máu được á. Nó hồi được chút xíu à. Ai có lúc mà chạy đi mà mày uống. À đây chìa khóa này. Trời ơi nó không có. Có chìa khóa chưa? Có chìa khóa rồi anh ơi. Đi thôi. Được nào vậy? Đây nè. Để từ rồi tao nào. Đi. Bò cạp ra đây chưa? Bò cạp ra được đây chưa vậy? Mày tới sẽ biết ra nè, chứ mày tới sẽ biết ra nè. Bò cạp có bị lạc không vậy? Ủa? Cạp đâu? Bò cạp đâu rồi? Ở đây nè. Đây nè anh. Rồi. Theo sau đây. Trời. Đi thôi. Đang bệnh solo đứng cùng thằng nào không chớp mắt đi. Bye. đi chạy đi chạy nè. Tụi bay đợi tao. Rồi chạy nè. Bye bye anh em. Chứ sao cũng chết à. Ôi. Rồi chạy. Sao anh chết rồi? Mẹ tụi bay, tin cứ nghe tụi bay. Hay bỏ bậy. Phải. Chạy. Đấy, phải mẹ ơi. Trái. Để thôi thằng trái thằng phải là. Thôi xong. Rồi thôi. Anh tôi đi rồi. Phải nồi. Chạy không kịp. Thôi anh ngồi anh làm bình luận viên đi anh. Khi nào thì nó ra đến khúc đấy ta? Anh cứ thấy mấy con mắt nó chớp cách lạ thường là anh biết rồi. À. Giờ còn có bạn mèo thôi hả? Đúng rồi. Bài xong chưa? Xong rồi. Xong là như thế nào là sắp xong. Mày thấy con tập trung vô chơi thì có hay hơn á. Chịu mất tập. Game giỏi mà cô. Cái game học kinh giỏi mẹ ba trường cô. Nghe thấy thì cũng hay đấy. Mẹ mày game mẹ người ta kiếm mẹ 15 triệu một tháng mẹ tổ truyền thủ bất tứ. Mẹ kêu đi học. Room Survive là 44. Học thấy mất tiền còn hơn đấy. Ê chứ giờ đi rồi mày. Ôi con gì đuổi theo kìa. Người gỗ. Người gỗ. Dô dạ dô mày nhớ, bữa anh Tesla anh em đủ tiền đi dạn đủng cho anh e giờ. Bữa trước đây anh Tesla anh gửi nó anh người gỗ mà. Tiền đi ran đủng cho anh. À bạn Long, à quên bạn gì, đúng rồi hình như bạn Long đúng không? Đủ tiền đi random fruit hả? Nó kẹp cửa rồi. Anh chơi đo đó bạn kẹp... à, Long ơi. Nó kẹp được lên rồi. Đang làm ví dụ gì vậy? Ủa em sao tắt cái à đây rồi. Dạ dồ cú dồ. Rồi, xem là Long. À lấy giấy chưa? Hoặc là lấy giấy chưa? Lấy rồi. Lấy rồi đúng không? Ok ngồi chip. Ôi mẹ nó đến gần. Dô dạ dô cú dô. Thì anh chơi thế giới trái cây cũng được rồi. Mới kiếm được đúng một mảnh thôi. Ừ ok em lát nữa chơi. Ôi thôi nó quay lại. Chuyển qua một cặp này nè. Hồi nãy anh chạy cũng nhanh mà đúng không? Sao mà lại bị bắt nhỉ? Nó dí kịp à hay làm gì mà nó bị bắt ta? Anh chậm quá cái đoạn có cái đoạn nào anh bị chạy nhầm đường không? Mẹ ơi, cái cuốn sắt gần kế bên mày mày không lượm nữa phải không? Thấy mày đâu? Tao chỉnh xuống đợi đụng phải thấp nhất rồi đó. 70 gì 9 gì tùm lum vậy. Đó là gì mật khẩu hả? 709508. Vậy đó anh. Chưa. Ủa anh hay game bay màu à? Chết rồi, chết nãy giờ rồi. Không. Để quý nó chết của mình, quy chết mình cũng buồn. Thiếu sao vỡ. Thôi. Cái đầu sao là 4. Đọc số đi tao biết. 00. Gì? 00. Ơi, từ từ nó tới. Nó qua đây. 0094. Rồi nó đi một bóc được một đường vòng cái hả? Này con này nó đi random à hay là nó đi sao? Đi ngẫu nhiên anh. 0094 gì nữa? Rồi, ít con tao chưa kiếm được. Không phải. Mò lại đi. Không phải luôn. Mò lại 9 số. 6. Rồi nó lên sau lưng. Lên. Rồi. Ủa, nó không qua được cửa này hả? À? Vừa kịp lúc luôn. Lát nữa cũng gặp lại à. Hên thế. Ê, cảm ơn từ mày ơi, tao bị lắc rồi, Phòng này mua đồ à? Rồi, mua thanh giá rồi. Vãi thanh niên Scott lượm cái thanh giá rồi. Chớp kìa, chớp đèn kìa. Chớp hả? Chớp đầu, cái game như vậy mà. Rồi. Sẽ bị trả. Đi thẳng đi cho chiếu đèn cho. Từ mấy rồi? 57 rồi. Mắc là bao nhiêu? 100. Ui, có tiếng gì vậy? Này. Bạn em đó. Em quen. Chớp hả? Chớp thì chạy thôi. Không mà thì chó này cũng đều có chớp rồi. Bây giờ bị chớp nè. 61 của. À 57 rồi, 61 đúng rồi. Tăng 62. Có tiếng gì kìa. Ủa con mèo đâu rồi? Bò cạp nó trốn chuẩn thế nhờ. Vừa đúng lúc qua luôn á. Ai làm cấp ơi. Giờ biết rằng tao quen nhiên vụ này rồi. Gì vậy? Đi xuống lầu hả? Đây. Bọn lại tới chiếu đi. Đây có một người quái. Đây là chiếu đèn cho. Rồi chưa lụi chó tiếp. Scope này nó dài rành game này quá rồi cái gì. Em với Scope với Quy ba thằng đều giờ tự phá đảo game này mà anh. Không có. Ra đi. Mày đi theo tao làm mẹ gì? Chia ra mà tìm. Chia ra tìm không. Má bên đây có đường mà mày không đi. Nó đi theo nó soi đèn cho đúng rồi, gì nữa. Em không cần. Đâu có, không có rồi. Sao nó nhìn trong bóng tối được hay vậy? Ở đây đây. Nè. Nè. Trời. Rồi ạ. Ý cho luôn thì hiểu. Ủa? Cái gì nó tự nhiên nó sáng lên này? Game gợi ý cho anh. Game gợi ý cho anh. Game gợi ý cái này giống kiểu là gì ta? Có những người đi trước mình cái màn này á là à. Như vậy. Đây là cái ui chớp chớp kìa. Chớp đó kìa. Rớt nha. Số 6. Qua luôn đi, qua số 7 luôn. Sau lưng. Hết rồi. Đấy chà. Bỏ cạp cái ghê nhà. Nhanh lên, có tủ kìa. Không thèm luôn. Trời ơi, các ơi bị xài đó sớm đấy, để cái phòng đó đâu có cái chỗ tủ nữa đâu. Ừ, đi mẹ mày muốn tao chết à? Muốn chết thì nói đại câu đi, mẹ tao chết cho mày. Thầy... Chớp kìa. Đại chớp. Hoài đây coi có mắt không, coi có mắt không? Mắt. Có kìa, có mắt. Ơ, không phải. Mấy quả đó mày muốn tao đi mẹ đi tìm vào cứu nước à? Tao chưa kịp. Ủa, tối hôm vậy. Mẹ tao đi qua. Tao còn ít pin nữa, xài luôn đi. Rồi chạy tiếp. Xin với... vậy thôi. À xin giờ là bắt đầu chạy đua với con kia đó đúng không? Chúng tôi sẽ mở ra một cuộc chạy marathon tuần này. Mà là giải. Thẳng. Rồi bỏ cạp kẹt. Phải. Mày ui tao biết nó chạy đi. Thẳng. Trái. Tao chạy như con điên rồi, tao chạy thẳng thẳng. Cái này chạy có bấm nút chạy nhanh hay gì không vậy? Hay bấm tới thôi. Không anh, làm gì có biết bấm chạy nhanh anh. À. Dễ gì được chàng trai. Đấy nãy bò cạp nó đang chạy chậm mà sao nó chạy lẹ thế? Đúng. À không đúng. Rồ. À mà mai sinh nhật em á, tụi miệng bá đừng nó bạc mẹ mày. Tao còn ít pin hơn tao xả cho hết. À ok, chúc mừng sinh nhật bạn Long nha. Thẳng luôn hả? Long vậy là sinh ngày bao nhiêu ta? À 25 tháng 3. Rồi, đi thôi. Xong ráng mấy ngày nữa cho qua mùng 1 tháng 4 luôn. Ơ, lại đẹp. Cái sợi bì này. Bố mày nên thêm sợi bì trả đấy. Lại chớp. Chạy luôn đi. Đập luôn đi. Đúng rồi. Chạy luôn, bò cạp nó chạy ghê lắm. Đó, giờ bắt đầu nó mới chui nè. Này cũng đẹp hết đấy chớp. Không chơi như bò cạp được á. Lát anh chơi bò cạp. Ui, rồi. Cái gì vậy? Nhầm cửa hả? Không, em ổn. If I. Trời ơi, đi bố mình cầm thật dám một trừ tà chết cụ này con. Trời ơi. Ổ một cho sao cấp mất một. Cái này mắt là cửa mấy? Rô nhàn. Bao giờ lốc phút? Chắc 10 giờ đi em. Anh còn đang lát phải chơi lại thằng đo này nữa. Nãy giờ thấy đang chết phải coi mà nó chơi đây. Chơi anh. Rồi có tiền luôn. Ngon. Cửa mắt là bao nhiêu vậy mèo? 100 đúng không? À, cái chỗ chạy đua nãy sao mình chết ta? Đi luôn đi bỏ cạp đúng rồi. Rồi xong. Ủa vẫn rồi cười mịn. Nó ngủ rồi hả? Rồi mèo chết luôn đi, ra chơi lại đi. Oh. Chết đi mèo ơi. À, cái gì mà đi ra đi vô ghê vậy? Phúc Lam, sáng em chặt quá trời mà còn bỏ tim đe. Ừ, bạn chào bạn Lam. Hồi sáng anh bị lỗi cái tuôn. Nó bị mất chat, không nhìn thấy chat của ai. Đến khi chơi game xong cái đầu bật ra thì mới thấy cả bên Nemo nữa. Không sao. Ông giúp tôi hai thằng vẫn còn sống nên là Grim tôi vẫn còn sống sao đâu. Nghe. Ai cái gì sao đấy? Sao bạn quý? Ôi nào. Chơi để biết anh này. Ai chơi gì? Tờ bi nữa chứ. Tờ bi biết. Ừ. Đã thầu xong. Rồi mèo chết rồi kìa.